Tuổi thơ của đứa nào cũng có những bữa trốn ngủ trưa, rồi hẹn nhau ở một góc giường để bày ra đủ trò chơi. Mấy đứa con gái nhỏ nhỏ thì bày thắt lá dừa, hay bẻ cọng lá khoai mì làm thành chiếc nhẫn, hay chiếc vòng tay, vòng cổ rồi khoe nhau. Mấy đứa lớn hơn thì thắt dây thun, rồi chia đội chơi nhảy dây, thiệt là vui lắm. Nhảy dây còn vậy chứ có nhiều kiểu lắm ngang. Dây đơn, dây kép, nhảy cao, nhảy thấp, nhảy lọt lòng. Ôi thôi kể hỏng hết vậy hà. Đứa nào cũng quen chân, nhảy điệu nghệ lắm. Vừa chơi vừa cười giỡn vang động cả một góc vườn quê. Trò chơi của tuổi thơ quê có nhiều lắm. Nào là tạt lon, nhảy lò cò, chơi u, chơi banh đũa. Hay nếu đông thì cứ trò 5-10 chơi là vui nhất. 5, 10, 15, 20, 100 rồi, đi kiếm nó ngang. À, thấy mày rồi ngang tí. Ủa, con mén núp ở đâu vậy cà? Thua rồi, ra đi bay ơi. Những âm thanh đó, những câu nói quen thuộc đó, khi bất chợt nghe lại, những người lớn bây giờ có chợt rưng rưng nhớ về một ký ức ngày xưa cũ hay không? Những đứa trẻ quê, chúng nó chan hòa cuộc sống với thiên nhiên cây cỏ quanh nhà mà không cần ngại ngần lấm lem bụi bẩn. Có những bữa rủ nhau đi bắt dế ở ngoài bờ ruộng, cứ mạnh đứa nào đứa nấy chia nhau múc nước, đào lỗ. Rồi khi con dế chui ra là lại lăn xả, nhảy vô chụp. Quần áo dính đất, có lấm lem chút xíu, nhưng chỉ cần giặt sạch là được. Còn những trải nghiệm đồng quê này thì cả đời chẳng đứa nào quên được đâu. Ờ, làm sao mà quên được những ngày hè nghỉ học, tụi nhỏ rủ nhau đi mót hột vịt đẻ rớt ở ngoài vườn. Vậy là có liền món ngon rồi đây. Mốc bùn dưới mương bọc ở bên ngoài cái hột vịt, xong thì chất rơm, chất lá dừa lên mà đốt. Chàng ơi, tụi nó vừa làm vừa giỡn, đứa này quẹt đứa kia, mặt mày dính bùn đất đen xì lì, vậy mà cười rôm rã vậy hà. Thổi lửa, muốn phù mỏ luôn cái hột vịt mới chín. Vậy là chia nhau ăn, đứa được nhai một miếng, có chút xíu thôi, nhưng mà đứa nào cũng vui, cũng thỏa lòng, thỏa dạ lắm. Tuy là con nít, nhưng mà tụi nó cũng biết ga lăng rồi đó. Thằng anh lớn sẽ luôn luôn bày trò để đứa em gái nhỏ được vui. Có lúc thì để em gái ngồi trên tàu dừa, còn mình thì cong lưng thành anh phu xe mà kéo đi giáp xóm. Đứa con gái nhỏ tủm tỉm cười, còn thằng anh thì mồ hôi nhễ nhại, nhưng chẳng hề kêu than tiếng nào. Cưng hết sức là cưng vậy hà. Mà nữa nha, chơi thì chơi cả bầy mấy đứa vậy đó, chứ lúc nào thằng lớn nhất cũng lăng xăng chu đáo lắm. Hay nhà có bánh trái gì ngon, như mấy cái bánh ít chẳng hạn, là lại ôm chạy ra điểm hẹn cho tụi bạn ăn chung. Chơi giỡn thì có lúc cãi nhau như giặc, nhưng cái tính ga lăng và tháo ăn thì đã ăn sâu vào trong máu rồi. Bởi vậy mà bữa nào có đồ ngon là cả nhóm sẽ chia nhau ăn. Từ đó mà tình anh em, tình làng xóm càng thêm thấm thiết và bền chặt. Ký ức tuổi thơ của bao người ở nơi nhà quê ruộng nước này sẽ không thể thiếu được hương vị ấn tượng khó phai của những thứ trái dân dã chốn quê nhà. Vì chứ tụi nhỏ là chuyên gia ăn vặt và ham tìm tòi cái mới. Bởi vậy mà tụi nó ăn tuốt luốt, nào là me keo, trái nào trái nấy cứ ú ù, ăn chát chát ngọt ngọt, vậy chứ mà mê. Hay nhằm nhè thấy cây chầm ruột của nhà ông Năm có trái bự là lại kéo ù qua, xin xỏ, rồi hái xuống một mớ, cứ vậy bỏ vô miệng nhai. Chàng ơi, chua quá bay ơi, chua mở mắt không nổi luôn. Nhưng mà sao cái cảm giác khi đó nó đã, nó vui dữ vậy hà. Bữa sau mình qua nhà bà Sáu hái sầu riêng nha tụi bay, hồi chiều có xin bà Sáu rồi đó.
Gì chứ sơ ri thì trái chín, trái xanh, trái hườm gì cũng ngon hết à. Trái thì ngọt, trái thì chua, nhưng mà giòn lắm. Cứ vừa ăn, vừa cười giỡn với nhau, ngon lắm mà vui lắm. Trong trí óc còn non nớt của mấy đứa nhỏ nhà quê, thì mấy thứ quà vặt ngon nhất trên đời có lẽ chính là trái nhãn lồng chín rục màu vàng ươm, có vị ngọt liệm lòng người. Hay là trái đu đủ nhỏ nhỏ dễ cưng, được má cắt ra làm đôi, hai chị em mỗi người một nửa, cầm muỗng múc ăn một cách ngon lành. Còn nữa, quà vặt quê nhà có nhiều thứ quê trớ quê trơ mà sao ngon nhiều quá. Đó là gói bắp hầm mà sáng sáng là mấy anh em được má cho tiền rồi dắt nhau đi mua. Là chùm củ lùn má đi chợ mua cho, mấy củ nhỏ xíu thôi mà chị em cứ hí hửng rủ nhau leo lên võng, vừa ăn ngon lành vừa đung đưa khoái chí. Là mấy bữa tan học về sẽ chạy ù ra ngoài cô bán chùm ruột ngâm ở cổng. Ở đó có món chùm ruột ngâm nước đường đựng trong cái quặng lá chuối, rắc muối ớt lên trên, chua chua, ngọt ngọt, cay cay, đã thiệt là đã. Tuổi thơ đã đi qua thật xa lắm rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại thì ai ai cũng tự nhiên thấy lòng mình rưng rưng nhiều cảm xúc. Nhớ, nhớ thiệt nhiều, và thương, thương cũng thiệt nhiều. Có gì đâu, chỉ là những trò chơi lấm lem đất cát, là mấy đứa bạn quê đầu trần khét nắng, chân dính phèn, là những khi cùng nhau vui đùa quên cả thời gian, để má phải kêu thì mới chịu về. Tuổi thơ ta đó, hồn nhiên như giọt nắng giữa trưa hè, mộc mạc như cành cây ngọn cỏ giữa ruộng quê. Tuy nhỏ bé nhưng có một sức sống mãnh liệt, có một niềm yêu thương mãnh liệt với mảnh đất quê hương đã nuôi lớn ta từng ngày. Có những bữa xế chiều khi cái nắng trưa vẫn còn dương vấn sau hàng cây, thì mấy đứa nhỏ trong nhà sẽ tự nhiên thấy thèm ly vú sữa dầm đá với sữa đặc, ăn vừa ngọt vừa mê ly, lại vừa mát lạnh chân răng. Món này làm cũng đơn giản thôi và nhanh gọn nữa. Chỉ cần soạn sẵn mấy cái ly, lon sữa đặc, mấy cục nước đá đã được đập nhỏ và mấy trái vú sữa đã chín mềm. Lấy dao cắt vú sữa ra làm đôi, dùng muỗng nạo hết phần thịt trái bỏ vô ly, chế sữa đặc vô cho vừa miệng. Sau đó dầm hay trộn lên cho đều, bỏ nước đá vô, trộn lên lần nữa là lạnh đều. Xong xuôi rồi đó, ly vú sữa dầm đá nhìn thiệt là hấp dẫn, thưởng thức liền đi thôi nào. Múc một muỗng vú sữa được hòa đều với sữa đặc và ướp lạnh tê răng, sau đó bỏ vô miệng nè. Chèn ơi, ngọt sao mà ngọt liệm nè, lại thanh thanh chứ không gắt cổ đâu, mà mát nữa chứ, mát lạnh luôn, ăn vô đã lắm. Cái nóng nực của tiết trời cũng sẽ tan biến đi đâu mất, nhường lại sự mát mẻ và không khí rộn ràng khi mấy đứa nhỏ tíu tích rủ nhau ra ngoài sân cùng thưởng thức ly vú sữa dầm đá, vừa ngọt, vừa mát, vừa thấm đượm tình quê. Hình ảnh quê hương nó vượt qua mọi khoảng cách về thời gian hay không gian, vượt qua sự ngăn cách địa lý, để luôn luôn lưu giữ lại một cách rất rõ nét trong tâm trí con người. Để rồi sau những lúc bôn ba vất vả ở xứ lạ, có những giây phút lắng lòng lại, người ta sẽ lấy hình ảnh quê hương làm điểm tựa, làm nơi nâng đỡ, để có động lực vững bước trên con đường mưu sinh thiệt xa và thiệt dài ở phía trước. Quê hương ta có những mái nhà phủ màu xưa cũ, có bãi chà tía chất ở dưới mé sông làm nơi trú ngụ cho tôm cá, có rẫy rau xanh mướt bên ruộng lúa tươi màu, có những gốc dừa già theo năm tháng, có gốc vú sữa cao cao ở trước nhà, mỗi năm lại oằn sai trái chín, để đem những dòng sữa ngọt lành của thiên nhiên nuôi lớn tâm hồn của con người.